vị khán giả của chương trình Phố Busan TV, trong đêm đếm phiếu của ứng cử viên chức thị trưởng thành phố San Jose, cô Madison Nguyễn, chúng tôi rất là ngạc nhiên có sự có mặt của ông Lý Tống. Vì sao là một sự bất ngờ? Vì ông Lý Tống đã từng có một thời gian phản đối cô Madison Nguyễn rất dài, rất quyết liệt, bằng cách tuyệt thực ngay trước tiền đình của thành phố San Jose liên quan tới vụ việc đặt tên cho một con đường Little Sài Gòn hay là trong một khu vực là Little Sài Gòn hay là Việt Nam Town. Xin kính chào ông Lý Tống ạ. Xin chào anh và chào quý vị khán giả của đài. Là một người đã từng phản đối rất là mạnh mẽ cô Madison, ai theo dõi đều biết chuyện đó. Vì sao hôm nay ông có mặt ở đây, là để ủng hộ hay là để như thế nào thưa ông? Tôi đến đây để làm một nhân chứng. Tôi thích làm những cái chuyện khác người ta. Tại vì tôi ủng hộ trong đây cuộc thi. Tôi đáng lẽ tôi ở bên đây cuộc thi ở Liên đoàn ở trên, nhưng mà tôi muốn tới đây. Tôi muốn để xem ai ủng hộ Messi Nguyễn. Thứ nhất là tôi muốn xem cái phản ứng của những cái người ủng hộ Messi Nguyễn thế nào. Một khi mà những cái poll nó cho cái kết quả cho thấy ông cô Mê Sườn chỉ hàng thứ ba thôi. Ông đây công ty là 33%, ông xem 24% và cô xem 22% thôi. Thì quý vị biết là cô Mê Sườn Nguyễn đã từng làm rất nhiều chuyện mà trái với nguyện vọng cộng đồng, từ vấn đề Little Sài Gòn, vấn đề là No Zone, No Communism, cũng như về Việt Nam là khen rác của cộng sản thơm và khuyến khích mọi người trở về Việt Nam để đóng góp trong cái vấn đề mà xây dựng cái chế độ cộng sản Việt Nam. Thì tôi hoàn toàn phản đối chuyện đó. Và hôm nay tôi đến cái chỗ Mê Sinh Huệ, nhưng mà tôi cảm thấy rất là vui mừng vì cô Mê Sinh Huệ hàng ba, và tôi nghĩ rằng đây là cái thời điểm quyết định về cái số mệnh chính trị của ấy. Nếu mà đêm này cô thất bại thì San Jose sẽ yên bình, sẽ không bao giờ còn vấn đề biểu tình, vấn đề chống đối. Tại vì cộng đồng ở đây cần một người nào đấu tranh để chống cộng sản, đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản, nhưng mà là đấu tranh để duy trì chế độ cộng sản Việt Nam. Ngược lại với ý kiến của ông, ngày hôm nay chúng tôi vừa mới có phỏng vấn một vị khác là ông Hoàng Thế Dân, là một người trong đảng Việt Tân, lại cho biết là ủng hộ cô Madison với nhiều lý do, trong đó có lý do là cô Madison là một người phụ nữ, người Việt Nam và đã làm được nhiều cho cộng đồng. Ông thấy có điều gì đó nó hơi mâu thuẫn ở đây không thưa ông? Bây giờ ông phải kể ông làm gì, cô ấy làm gì với cộng đồng. Cộng đồng cần những cái gì, căn cứ trên vấn đề chống cộng không chống cộng. Đối cộng đồng tị nạn cộng sản, cái vấn đề chính là chống cộng. Nhưng mà tất cả những cái gì liên quan đến vấn đề chống cộng, cô đều đi ngược lại cái nguyện vọng của chúng. Liêu đôi Sài Gòn là gì? Là để nhớ, tưởng nhớ một cái thành phố Sài Gòn để chống lại thành phố Hồ Chí Minh. No Zone Communist là để không cho cộng sản tới đây để take over thành phố này và để biến San Jose trở thành một cái căn cứ địa cộng sản. Và chúng ta cương quyết là không muốn cho bất cứ cái sự đóng góp nào để giúp cho cộng sản trường trị. Mà cô lại về Việt Nam, cô khen rác Việt Nam thơm mà cô khuyến khích mọi người về đầu tư ở Việt Nam, cô hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của chúng. Thì tôi nói đây là một cái bài học không chỉ cho Mê Sinh Huệ mà cho bất cứ những người nào mà muốn vào dòng chính, muốn làm chính trị, muốn được cộng đồng Việt Nam ủng hộ thì họ phải đứng trên lập trường chống cộng. Nếu có một cái lời nào đó trực tiếp với Madison, ông Lý Tống sẽ nói gì ạ? Thì tôi mong rằng cô đi Madison cũng như bất cứ những người nào muốn hoạt động chính trị xem đây là một cái bài học. Và cái bài học đó nói cho mọi người biết rằng muốn được cộng đồng Việt Nam tị nạn ủng hộ thì trước hết cái lập trường chống cộng họ phải dứt khoát và phải rõ ràng, không bao giờ lập lờ, chao đảo, có thể là nghiêng ngả về cái quyền lợi bản thân, về quyền lợi chính trị họ. Nhưng gặp ông ở đây cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, từ hồi
mấy năm trước ở quận Cam cũng xin được một vài cái cập nhật là cái thời gian mà ông đã phải thi hành bản án liên quan tới vụ xịt hơi cay của Đàm Vĩnh Hưng, thì cái thời gian mà ông đã phải trả giá cho cái điều đó như thế nào thưa ông? Tôi cái vụ Đàm Vĩnh Hưng tôi rất tiếc. Tôi tiếc thứ nhất á, tôi đã không làm một cái hành động dứt khoát. Nếu xịt Đàm Vĩnh Hưng tôi phải xịt axit để diệt luôn tất cả những cái mũi mà tấn công về văn hóa và cộng sản. Nhưng mà tôi chỉ xịt những cái chuyện lầm cầm đó là không nên làm. Tự nhiên về cái hành động đó mà bây giờ phút này tôi bị probation, tôi không đi được. Giờ phút này Việt Nam rất cần những người như tôi, nhưng mà tôi không thể rời sang OJ trong vòng 50 dặm. Nếu mà tôi không dính vào đó, giờ phút này tôi đã lên đường. Và có thể là cái dàn khoan của Trung Cộng hoặc là cái Three Gorge Dam, tức là cái đập Tam Hợp, là tôi sẽ là người hoặc là đánh đốt cháy cái giàn khoan hoặc là sẽ đánh sập cái đập Tam Hợp để dạy cho Trung Cộng một bài học. Tại vì đối với Trung Cộng chỉ có đánh sập cái đập Tam Hợp tiêu diệt 200 triệu tên tàu khửa thì lúc đó mới thay đổi được cái lịch sử mà nô lệ của Việt Nam đối với tàu cộng, cũng như là sẽ cứu nhân loại khỏi ách mà thống trị của Trung Cộng. Đàm Vĩnh Hưng là một người mà ông đã xịt và cuối cùng là ông cũng đã phải trả giá cho cái điều đó. Nếu có một cái câu nói nào đó với trực tiếp với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông sẽ nói gì thưa ông? Tôi xịt Đàm Vĩnh Hưng vì là cá nhân Đàm Vĩnh Hưng, nhưng Đàm Vĩnh Hưng là một mùi xung kích văn hóa vận cộng sản. Thì lúc tôi xịt Đàm Vĩnh Hưng tôi cũng xịt cá nhân là nó là một tên ca ké, nhưng tôi xịt Đàm Vĩnh Hưng là tôi muốn xịt là bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, là bà Liên á, là bầu của Đàm Vĩnh Hưng đã từng về đây, đã mời tôi ăn uống và bà nói là anh tha thứ nó cho nó về rồi. Tôi bảo Đàm Vĩnh Hưng đi bất cứ đâu, nhưng mà nếu Đàm Vĩnh Hưng về San Jose thì hoặc là tôi chết hoặc Đàm Vĩnh Hưng chết. Tại tôi không thể để cho Đàm Vĩnh Hưng có thể trở lại San Jose được. Thì đối Đàm Vĩnh Hưng tôi nói một điều, như bà Liên mà nói là Đàm Vĩnh Hưng mà có cái vấn đề gia đình, bà mẹ Đàm Vĩnh Hưng là cờ bạc và rất nhiều vấn đề. Tôi bảo cái vấn đề gia đình không thể đem vấn đề gia đình mà ảnh hưởng đến cái vấn đề đại cuộc được. Cho nên tôi bảo là tôi không để cho Đàm Vĩnh Hưng trở về đây. Thì đối với tôi cái lập trường chính trị phải dứt khoát, chống cộng không chống cộng. Nếu mà mình lập lờ thì sẽ không bao giờ thành công rồi. Ông là một người có rất là nhiều cái ý tưởng lạ lùng, đua xe để mà giật sập chế độ, hoặc là thả gà hay là thả khỉ để lũng đoạn chế độ. Vậy thì trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 này, theo ông, nếu ông là có thể làm được một cái điều gì đó, ông sẽ làm gì? Tôi nói là giờ phút này tôi bị probation, tôi không thể ra khỏi San Jose 50 dặm mà không có phép. Thì tôi bảo nếu mà tôi có thể đi được, hoặc là nếu một người phi công cộng sản nào đó, những người phi công cộng sản mà có tinh thần yêu nước, muốn thoát khỏi cái chế độ nô lệ Trung Cộng, thì tôi cần ba người phi công cộng sản, Lê Trois Mousquetaires, ba chàng người lớn hồ tụ. Thì trong một đêm phi cơ cái cánh tắt đèn, tắt transport, tắt mọi thứ, thì một chiếc sẽ bay ra thả napalm đốt cái giàn khoan, và hai chiếc sẽ bay qua Trung Cộng đánh sập cái Three Gorge Dam, tức là đập Tam Hợp. Thì nếu chúng ta đánh sập cái đập Tam Hợp có thể dẹp tan được 200 triệu tên tàu khửa và sẽ biến nước tàu trở thành một cái bãi sa mạc. Thì chỉ có một cái hành động như vậy thì không những cứu được Việt Nam mà cứu được nhân loại, tại vì tụi tàu cộng sẽ là mối hiểm họa cho nhân loại. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, đây là câu chuyện của chúng tôi với ông Lý Tống, là một người tham gia nhưng không phải là người ủng hộ đối với lại ứng cử viên Madison Nguyễn ngày hôm nay. Xin cảm ơn Lý Tống rất nhiều ạ.